các bạn chào mừng các bạn đến với kênh Linh lăng food and horror trong chương trình kể chuyện ma của tân ngày hôm nay nha thì đáng lẽ ra hôm nay tân không có kể chuyện cũng hơi mệt thì tân cũng muốn nghỉ ngơi ngày hôm nay nhưng mà đùng một cái trên fanpage có một câu hỏi nóng hỏi luôn của một bạn nam thì bạn nam này đó bạn đang bị uh, stress và bạn đang bị đau đớn Vì chuyện tình yêu ghê gớm lắm thì bạn vào bạn trách móc cái mối tình của mình à, Bạn hỏi rằng là tại sao Người con gái của bạn Lại bỏ bạn Trong khi không giữ cái lời hứa Mà khi mới quen nhau Cùng nắm tay đi hết con đường Thì liệu Những người mà bị thất tình giống như bạn Lỡ như người ta không vượt qua được Người ta tự sát thì có phải người ta trở thành những dông hồn uất hận hay không? Chà, hình như có ý định ra đi <laughs> thì tân cũng tâm sự rất là nhiều à, tâm sự cả một buổi trưa thì bạn mới hiểu ra vấn đề tại bạn biết rồi fanpage là phải nhắn tin chứ còn ghi âm nói chuyện thì cũng không được thì à, sẵn cái dịp ngày hôm nay thì tân mới à, thấy vậy tân mới quyết định kể cái câu chuyện này cho các bạn nghe sẵn cũng gần tết rồi à, những ai đang có những câu chuyện buồn trong cuộc đời của mình thì biết đâu nghe câu chuyện này mà chúng ta suy nghĩ lại cố gắng hơn thì hồi đó đó à Tân cũng có mối tình à, cũng yêu thì cái mối tình đầu của Tân đó, tính ra đó thì là sau năm lớp 12 thì mình có yêu một cái uh, cô gái thì chúng, chính vì mình thương cái người này mà mình mới biết hơn về một số thứ à, của cái cuộc sống của người Hoa nhiều hơn nữa. Đúng là năm lớp 10 là mình chơi với những người bạn người Hoa mình đã biết rồi. Nhưng mà khi nó, sau năm lớp 12 thì mình chín chắn hơn. Đó, chính chín chắn hơn và vẫn còn con nít. Thì mình biết có những cái đi sâu vô gia đình à, của khu người Hoa. Tuy bạn này không phải là người Hoa. Nhưng mà bạn là người Việt sống trong cái khu người Hoa. Thì bạn có những thứ mà bạn biết sâu hơn mình. Về cái mặt mà gia đình, tình cảm ở trong cái xã hội à, của người hoa thời đó thì cái mối tình này nó còn non quá à, lúc đó mình còn trẻ quá và bạn nó cũng còn quá trẻ cho nên hai đứa cãi lộn nhau hoài thì bạn chia tay mình rất là nhiều lần thật ra nếu như mà tân được như bây giờ thì có lẽ là cái mối tình nó sẽ không xảy ra tại mình đủ chín chắn mình hiểu là người con gái đó không thích mình Tại ngay từ đầu Tân theo đuổi người ta đã không thích rồi Nhưng mà người ta chịu đến với mình Là vì bạn của người ta quen với bản thân của mình À Chiếc thứ hai nữa là Mến nhau qua cái câu chuyện ma <laughs> Hồi xưa Là Tân đã kể chuyện ma Mình nó kể cho vui thôi Mình không có nghĩ rằng là Sau này sẽ làm một kênh youtube về chuyện ma Mình không có nhìn trước được tương lai cỡ đó thì ở cái quán cà phê Trung Nguyên ở trên đường Nguyễn Văn Trỗi là gần sân bay thời đó đó thì tụi mình lên đó uống cốc thì vô tình đêm đó tân kể một câu chuyện ma thì cái người đó mến mình và cái cái duyên kể chuyện sau đó người ta mến cho mình một cơ hội à, tân sẵn nay tân kể chuyện ma luôn tân kể chuyện ma cho các bạn nghe mà tân tâm sự cho cái anh đó cái người bạn mà mới thức tình thiểu hiểu và ít nhất hai lần nước mắt của đôi trẻ là tân với người đó đã rơi khi mà người đó không xác định được tình cảm của mình người đó chịu đến với mình rồi chịu làm bạn gái mình rồi nhưng mà có những lúc người đó nói là lỡ một ngày tôi phụ ông thì sao lúc đó mình bê đê dữ lắm <laughs> mình tính mình tuy là bự con vậy nhưng mà lúc đó tự nhiên mình yếu lòng lắm mình rất nước mắt mà cả hai khóc rất là nhiều thời mà còn non dại mà và rồi rút cuộc là đi đến chuyện là chia tay và thì trong cái quá trình mà quen nhau đó chia tay đó thì rất nhiều lần mình đi năn nỉ mình là người năn nỉ thì chính vì vậy mà mình cứ xào quần ở ngay cái khu vực đó hoài Đúng không thì mình biết được nhiều câu chuyện ma ở gần đó là do mình cũng nhiều chuyện là mình cũng xào quần xung quanh đó để mình đợi người ta cho mình cơ hội người ta gọi mình cái mình vô nhà ta liền thì cái câu chuyện là nó nhờ vào một cái đĩa sườn xào chua ngọt ở ngay ngoài cái khu à, xưa gọi là chợ máy chợ thiết gì đó nó từng mới ăn cái dĩa sườn xào chua ngọt từng đợi tại xưa bà cái bà đó kỳ lắm à, bà chia tay nhưng mà cứ hễ ở nhà bà nhờ bà đi đâu đó, bà gọi mình thì mình biết mà thì mình cũng lén lén mình ngồi đó mình ăn nó lỡ như người ta nhắn tin thì mình chạy vô liền thì tân mới thấy uh, cái ông mà xào sườn đó ông mới nhìn qua cái hẻm thì bên hẻm nó có một, một số người đang đi coi nhà đang đi coi một cái nhà thì cái nhà đó là một cái nhà có tinh đồn là có ma mà trong đó có linh hồn của một người gọi là tự sát chết trong đó mà thành quỷ mà nó ghê chỗ là như vậy nè khi mà người ta vô coi nhà đó môi giới đi một mình sẽ thấy còn môi giới cái người cò đó mà đi chung với người khách vô đó thì chỉ có người khách đó nhìn thấy cái người đàn ông mà thành quỷ đó thôi không một cái người nào khác nhìn thấy nữa nó chỉ nó chỉ hù đúng nó cho ai định mua căn nhà nó phải nhìn thấy để sợ thì không ít người, người ta ói mửa người ta chạy trốn ra ngoài thì cái ngày hôm đó là Có một cái người khách Tân mới nói, Tân ngồi, Tân thấy đó. Thì cái cái người khách đó là quyết tâm mua căn nhà này Dẫu biết trong nhà có quỷ mà quyết tâm mua Môi giới mừng dữ lắm Cái người môi giới dẫn tới đây Không phải là dẫn để mà mà, mà gọi là Cố gắng để mà chào mồi nữa Mà dẫn tới để cho cái người Mà định mua căn nhà đó Nhìn cái linh hồn đó đi nếu như mà thấy giấm nhắm mà sống được đó thì mua còn không thì chạy như bao nhiêu người khác thì cái người mua cái người môi giới dẫn tới thì cái người định mua nhà đi hai người hai vợ chồng tới lúc đó tôi còn nhớ đi chiếc rim hai hai chồng dừng lại mới bước vô trong cái nhà đó thì người vợ đầu tiên hét đi ra người chồng bình tĩnh hơn à mới đi ra thì cái xóm đó ai cũng nhìn hết tại vì cái nhà đó chắc chắn có thì cái ông mà xào cái dĩa sườn xào chua ngọt á <laughs> ông, 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 thấy vậy ông nói luôn thì tao mới biết nhà nó có ma ông nói trời ghê quá ghê quá bữa nay có người vô mua ở nhà đó nhà nó cái dông nó dữ lắm nó quỷ mà thì những cái người phụ ổng phụ bếp á cũng nói trời ghê quá dám vô mua thì bạn biết là người vợ ra đầu tiên người chồng từ từ mới đi ra mới nói là em biết nhà có quỷ mà cho nên em đừng có la để anh tính thì những người này mới lấy xe đi à lấy xe đi mà cái nhà không khóa luôn để cửa yên nguyên vậy luôn không khóa luôn mới lấy xe đi thì chính vì nhà nó không khóa mở tan quát hết thì mọi người cũng nhìn vô mà họ nhìn mé mé thôi có một mình tân là nhìn thẳng tại vì tân chưa hiểu ghê cỡ nào một chút tới khi mà tân nhìn nhiều quá rồi đó thì cái người mà cái ông chủ mà xào ở dĩ sườn nó mới nói là đừng nhìn nhiều quá lỡ thấy là ám ảnh nó con nhà nó có quỷ đó thì à tân đóng nhìn nữa à ông mới kể ra là ai vô cũng bị nhát này nọ đó thế mà mình lỡ mình nhìn một khúc đầu rồi thì mình thấy hết cái căn nhà đó thì thật ra nó là một căn nhà đúng kiểu người hoa luôn đằng trước có dán mấy cái tờ mà chiêu tài chiêu lọc vẫn còn có điều nó cũ thôi ở bên trong có cái bùa bát quái để ngay trước cửa bên trong nữa là một cái dàn thờ ở trên bằng gạch men nhìn thấy rất là rõ có thờ đầy đủ hết đó, à, nhưng mà bụi bậm rồi dơ lắm mà bên trong tối thui hết mà mình chỉ nhìn thấy được cái le lói cái 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 đèn nó chiếu vô được cái nhà đó thì nó, nó lấp đánh cái cái gạch men ra thôi mà mình nhìn rất rõ có một cái xe mì tàu ở trong đó cái xe mì tàu mà các bạn hay thấy có hình mấy cái câu chuyện mà thời tam quốc đó mà bên bên quận 5 hay những cái xe mì tàu ở ngoài mà tiệm mà người hoa đó bạn sẽ thấy thì mình nhìn mình thấy hết rồi chỉ là bên trong nữa thì tối quá mình thấy thôi thì ngồi độ đâu chút xíu đó thì à, cái người mà môi giới chạy tới trước hai vợ chồng mới đi chung một cái người nhìn là biết thầy liền à, nhìn biết thầy pháp thì tới là có kêu đệ tử chở theo một xe ba gác chở cái bàn mới đem cái bàn tới chạy cái khăn màu vàng ra y chang trong phim để em cặp đèn hai bên muối gạo đó, đậu là nếp muối nếp rồi rượu đậu để im lum đầu mới đốt đèn lên mới cầm cái à, đóng bùa xòe hình cái cái, cái quạt để cho giữa mới rút cây cây kiếm gỗ đào ra một cái chuông là lắc làm thì ghê lắm à, cũng phun lửa này kia các cái là y chang ngày xưa mà chú lâm chánh anh mà chú làm là sao là y chang vậy đọc lệnh đọc đồ đọc tùm lum hết đó, để mà chứng yểm nhà đó thì mình coi mình thấy ủa xong hay quá có thể tự nhiên coi phim trực tiếp luôn thì đùng cái tự nhiên cái chân đèn ở bên phía thì bên phải nó tắt nó tắt thì cái người mà đệ tử á, lập tức đốt đèn lập tức đốt đèn lên đốt nó tắt đốt nó tắt đốt nó tắt thì cái người thầy Pháp lúc này mới sử dụng lá bùa đầu tiên Xòe hình quạt Sử dụng lá bùa đầu tiên Thì ông biết là cái cây kiếm nó có dính hồ hay gì không Nhưng mà ông chỉ vô một cái là dính Ông chỉ vô một cái là dính lá bùa liền Ông mới chỉa qua bên bên, bên cái lửa mà còn còn lại đó Ông đốt rồi ông mới chỉa qua bên cái đèn tắt Làm bài bản ghê gớm Thì vừa mới chỉa qua cái đèn tắt Cái cây kiếm gỗ đào mà thấy không Nó gãy đôi luôn Nó gãy đôi luôn lúc này là mọi người yên ngắn hết thì ông thầy pháp ông giống như ông bị bị khớp bị đơ có nghĩa là ông chưa gặp cái trường hợp đó bao giờ thì ông lập tức ông lấy ba ngón tay ông ịn lên bàn liền mà ông này ông hay lắm ông bệnh cái gì dính cái đó ông đưa vô cái lửa ông đốt thì mình biết ông nói câu là tam chân quả có nghĩa là mình mình nghe mình hiểu đó, ông lập tức ông đi thẳng vô thì cái lửa đang đốt mà cái khói nó từ từ nó chạy xuống ổng đi thẳng vô trong cái nhà đó thì ổng ịn cái đó lên trên cái cửa của của cái nhà đó thì vừa ịn cái là dính trong luôn như có điện vậy đó. dính luôn trợn trắng mà sôi bọt mép ngay tại chỗ té à, té ra dãy đành đạch đạch luôn tân còn nhớ cái áo thầy pháp nó dưa hết tại lúc đó đường trời mưa dữ lắm sình vào cái chỗ nó sình lầy không à hai người đệ tử vô đỡ đỡ ra là không chứng được nhà mà lúc này không ai dám tới kéo cửa lại hết, không ai dám tới kéo cửa nhà lại khóa hết. Tại bị gì chắc lúc đầu tin ông thầy pháp quá cho nên sau đó không kéo lại. thì mấy người xung quanh người ta nói thôi bây giờ à, mua bánh bao, à, mua bánh bao với lại ít rượu đi cúng đi rồi đóng cái cửa lại, chứ để cái, cái, cái dòng nó dữ lắm từ xưa đến giờ chủ nhà cũng chứng mấy lần rồi mà không được đó thì lúc đó là cái người mà môi giới với cái người mà muốn mua ở nhà đó đó đâu có chịu để yên mà một đêm chứng kiến hết sự việc luôn một đêm chứng kiến hết thì cái người thầy pháp nó thua thua mới về về thì một chút nữa một người khác qua à, người này nhìn uy tín hơn tại vì thấy lớn tuổi hơn lông mày đồ này kia các cái nhìn là uyên thâm hơn à, người này nhìn có vẻ là, 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 cao thâm hơn thì mới tới tới thì người này mở cửa ra lại à, cầm dĩa bánh bao cầm bình rượu đi vô trong nhà đặt lên bàn ở bên ở bên trong là không hề có điện chắc cậu giáo cụp xuống rồi làm sao đó thì ở ngoài mới cầm cái đèn pha rọi vô ngay chúng cái, cái, cái bàn đó thì để lên một cái bàn và cúng rọi cái đèn vô thôi thì người thầy pháp đó mới đi vô mà ông này nhìn uy tín chắc chắn luôn nhìn có vẻ uyên thâm lắm đi vô ngồi nói chuyện nói sao đó một hồi đó thì nghe ở trong nó đập bàn cái ấm là ổng đi ra ổng đi ra là ổng nói là bây giờ gặt cầu dao lên đi gặt cầu dao lên là chuyện mọi chuyện nó bình thường thì gặt cái cầu dao lên một cái đó bạn biết là lúc đó đi vô là cái nhà nó đen thù lùi thật là lúc mà là gặt cái cầu dao lên rồi á ngoài cái bàn thờ gạch men ra là đẹp ra còn lại đen thù lùi hết thì vị thầy pháp này mới bắt ghế lên cắm nhang vô những cái bát hương ở trên cái chỗ bên đờ cái thờ gạch men đó, đó thì mình phải nhìn thấy rất rõ là có thờ các vị mà của người hoa là có vị quan thánh có phật này kia các cái chảnh hết đầy đủ hết mà kiểu như bạn biết rồi tượng thì chỉ là tượng thôi còn thỉnh vô được hay không là còn vào cái duyên lành của mình nữa cái người thầy có giúp mình được không thì cái người thầy Pháp nó mới đi ra Mới qua bên kia Mới tới cái chỗ mà cái ông làm sườn xào chua ngọt á Mới xin một cái một cái món Là món giá hẹ xào đậu hũ. Thì cái người đó có Cái người chủ đó có xào tại chỗ luôn Mới bưng qua để lên bàn Rót rượu mà rót xuống đất Cái người thầy Pháp nó rót xuống đất Mới nói thôi dùng bữa nay á Là hết hận hết buồn Hết sầu tình sầu khổ Theo thầy đi con Về quy y để nhà cho người cho người sống người ta sinh sống mình chết rồi đừng luyến tiếc nhân gian làm gì nữa thì vừa nói xong bạn biết đèn chớp tắt chớp tắt chớp tắt chớp tắt bóng đèn nổ cái bấm nổ một cái bấm phát mà cái người thầy pháp đang đứng ngay đó là nhắm mắt lại chắp tay liền thì khi người thầy pháp mở ra từ từ là miệng chai dính mà ổng đi ra ngoài ổng từ từ ổng gỡ ông rất bình tĩnh ông gỡ xong mới nói là duyên thầy trò mình đến đây là kết nha con thầy cũng đổ máu vì con rồi nước ở trong huyết quản chảy ra là máu à nước trong suối chảy ra thì là nước nhưng mà nước trong huyết quản chảy ra thì là máu ông nói cái câu đó thì bạn biết là sau khi ông nói cái câu đó xong xuôi rồi đó ông mới đưa một cái bàn tay ông ra ông để một cái lá bùa lên Ông nói thầy xin con ngồi lên để thầy gói lại mang về Thầy biết con đau đớn lắm à, Bao nhiêu tội lỗi Chấp nhận trả đi con Duyên đã không đến được Đừng mang sầu hận Thì lúc đó mới, mới Cái tai của ông ấy, chịu xuống một cái Thì cái, cái lá bùa đó bạn Thấy rất là rõ cái lá bùa Tại vì lúc đó là trời nó nó cũng không phải cái chỗ đó cũng có đèn có đồ chứ phải không có mà thêm một cây đèn lớn chỉ vô trong nhà trước đó nữa thì lúc này là cái tay nó có một chút xíu giống như cái khối lạnh đó bạn giống như cái khối lạnh mà mình lấy cục đá từ trong tủ lạnh ra cái khối dạng như vậy nha khối nó cũng tùy dạng nó khác nhau khối nhang nó khác khối mà 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 cháy nhà nó khác mà khối lạnh nó khác nha nó mịn hơn nó nhuyễn hơn nó là là hơn thì nó là trên tay ông ông mới gói lại hình tam giác giống như mình hay xin xăm ở trong chùa đó ông bỏ vô một cái bát ông đóng lại rồi ông dán bùa rất là kỹ bên ngoài rồi mới lấy một cái cây bút đỏ Mình nghĩ là chu sa Chấm nó lên Rồi ông mang qua bên kia Ông ngồi ông thở Thì mọi người xung quanh người ta thấy là Ông này uy tín quá Làm ok quá Chủ nhà cũng mừng Mà cò cũng mừng Là mới vô mà dọn dẹp nhà cửa Quét rác này kia các cái Hả? Mới cho thợ vô để coi sơ Mà làm lại nhà còn ông thầy thì cũng mệt quá, ông qua bên góc ông ngồi. Thì bà con người ta thấy thương ta mới mua oxy già, tới ta chấm mấy cái chỗ máu mà do miệng nó nổ đó, chấm. thì ông mới nói là cái linh hồn này đừng có ai chửi người ta nữa, linh hồn là đáng thương hơn là đáng hận thù người ta. thì ông nói đúng nha các bạn. và sau này khi ông về thì những cái người ở đó mới chứng thật là đúng. có nghĩa là cái người là thành quỷ trong cái nhà này đó, trước đây là chủ một cái tiệm mì. thì hai vợ chồng là từ ở đâu á, không phải là người dân ở đó tuy là người là, là là người hoa nhưng mà từ ở vùng đâu đó, miền 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 tây mình đó, đi lên để mà mua nhà làm một cái xe mì ở đó thì bà con không ai để ý hết không ai để ý hết mà cái ông này ông rất là ghen cái ông mà, 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 mà chết đó, ông mà quỷ trong nhà nó là rất là ghen ông không thích vợ mình bưng mì mà liếc mắt những người đàn ông khác à không thích ông ghen hoài à đó, mà nhiều lần cũng đánh đập vợ này kia các cái thì có ngày đó thì à, bà con ta nghe ông cãi lộn thì cái người vợ cuốn gói đi rồi đi về bên nhà cha mẹ thì từ cái giây phút đó trở đi đó thấy ông quỳ ông lại Ông nói thôi em đừng bỏ anh đi anh lỡ anh sai này kia các cái thì người vợ nó hồi ý quay lại thì bẵng đi một thời gian khá dài thấy hai vợ chồng không có ghen tuông cãi nhau gì hết cho đến một đêm cho đến một đêm tự nhiên người vợ thét lớn lên con tao đâu con của tao đâu thì cái người chồng mới nói là tao trả thận cho mày thấy thì sớm gì người ta không hiểu gì hết tại hai vợ chồng thì không có con khi tới đó hai vợ chồng còn son lắm, chưa có con gì hết trơn hết tự nhiên cái người vợ hỏi vậy thì người chồng lại nói vậy mà ai tôi cũng nghe hết chồng hét lên vừa lòng mày chưa mày vừa lòng mày chưa tao trả cái thu đó đó mới dưa lòng mày chưa thì bà này bà xỉu bà té là bà xỉu bà xỉu luôn thì từ đó trở đi là không thấy bà dòng về đó nữa mà chỉ thấy có chính quyền ta ra vô thôi chỉ có chính quyền ta ra vô thời đó ta ra vô thôi nhưng mà không có cái như là không có chứng cứ hay như thế nào đó hoặc là con không đem giấu đâu không biết có nghĩa là trong quá trình vợ chồng sinh sống với nhau đó bà có bầu nhưng mà không ai biết sớm gì không ai biết hết nha thì sinh ra chắc là ổng đem đứa con ổng đi giấu hay đi chôn hay là ổng giết đứa con gì đó thì không ai biết chưa hiểu thì mọi người vẫn đang hoang mang có người còn đồn rằng là ổng bỏ con vô thùng nước lèo mì nữa nấu rã thịt nó ra cho người ta ăn nữa có người đồn vậy thôi mà tự nghĩ không đến nổi đây đâu không đến nổi ác vậy chắc là ổng đem con ổng đem chôn hoặc là ổng gửi cho ai đó thì mình không biết nhưng mà đến cái giây phút căng thẳng là, là hình như là đứa bé nó 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 chết thiệt hay sao đó thì ông tự sát trong nhà luôn ông tự sát luôn nhưng mà khi tự sát ông ghê lắm ông mua một cái bộ bò bà ba đen mua một bà ba đen với một bộ tóc dài ông đội vô ông mới tự đâm cổ chết thời đó là ông tự đâm cổ chết thì lúc đó là người ông hận mà bạn ông muốn thành quỷ mà đâm gỗ chết thì người vợ không trở về nữa người vợ không trở về nữa. cái nhà này sau này là giao cho ai đó thì tôi không biết nhưng mà cái người chủ đó muốn bán cái nhà à, ngay cả những người sớm đó họ không biết là nhà đó giờ của ai thì không biết họ chỉ nghe loáng thoáng là chắc gia đình bên ông này hoặc là gia đình bên người vợ là giữ cái giấy tờ nhà này thôi nhưng mà trong nhà có quỷ là ông đó thì khi mà những người vô thấy là thấy một cái người đàn ông áo mà ba đen tóc dài mà cổ chảy máu mà lưỡi rất là dài ở trong nhà nó là ổng là ổng ổng không bao giờ cho người ta vô chỉ hận nha ổng hận tình mà ổng giết con để trả thù bà vợ Ổng có tình yêu thấy ghê không tình yêu thấy ghê không bà vợ chồng son mà mình dùng từ ổng là tại giống lớn hơn mình chứ thật ra cái lúc mà xảy ra sự việc thì ổng còn rất là trẻ vợ chồng son dùng từ son là phải trẻ chắc cũng độ khoảng 20, 21 gì đó nhưng mà tại vì lớn hơn mình kêu bằng ổng Lúc đó Tân chỉ mới có lớp 12 Khi ổng chết thì chắc là ổng mới có 20, 21 gì thôi Còn người vợ chắc phải nhỏ hơn nữa Mới kêu mày tao, mới giận nhau, mới ghen tuông kiểu đó Nhưng mà dám bỏ quê lên lập nghiệp Mình kêu bằng ổng thôi chứ còn thật ra thì cái người đó là là, là, là lớn hơn Tân Tân kêu bằng ổng thôi Còn cái lúc mà xảy ra sự việc thì còn nhỏ lắm Thì do tình yêu không chính chắn Ghen tuông À, rồi thêm một phần kinh tế nữa nghe cái người chủ mà làm à, sườn xào nói là do bên đó bán cũng ít ai ăn hay là bán cũng khó à, ít ai ăn thì cái khu vực đó rất nhiều tiệm mì tàu nổi tiếng để mà cạnh tranh thì bạn phải có công thức riêng à, mà cái chỗ đó thật sự nói thiệt với bạn một điều là cái thật sự đúng nếu mà mở tiệm mì cái đó ai đâu ăn Bị buổi sáng nó, 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 nó khó khăn dữ lắm À, gần cái khu vực đó nó đông đúc người ta buôn bán này nọ mà không ai ăn hay sao đó thì mình thấy cái câu chuyện nó xảy ra lúc đó là như vậy thì tại sao mình kể cái câu chuyện về cái, cái, cái nhà có quỷ đó không? nhờ cái người thầy chứng nghiệm đó sự thật đến giờ nó vẫn còn là một bí ẩn nha bạn sự thật đến giờ vẫn còn là một bí ẩn người ta không dám bàn tới nhưng mà cái người chủ sau này vô ở thì tân thấy ở được người ta ở được người ta cúng kiến rất là kỹ và nhà đó xây lên cũng khang trang lắm mặc dù xây chỉ một tấm thôi một lầu thôi nhưng mà ở được thì chắc chắn là người ta khẳng định là cái linh hồn nó mang đi rồi thì cái người mà chủ cái tiệm sườn nó kể lại vậy cho tân nghe thì bỗng nhiên cái mình thấy cái, 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 câu chuyện đó, nó liên quan những người tuổi trẻ giống như tân hồi đó có nghĩa là không chính chắn chỉ biết yêu thôi chứ không mà nghề ngỗng thì không có thấy người ta làm mình cũng làm nhưng mà thật ra nếu như lấy nhau về đó cãi lộn với nước mắt nhiều hơn là yêu thương còn bây giờ ở cái lứa tuổi dày rồi thì còn cãi gì nữa sự nghiệp thì phải biết chín chắn rồi dụ thấy mà, mà 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 bồ mà chửi đó thì mình im mà chỉ cần động đậy là mình biết cần gì rồi thì mình đâu có chuyện đâu mà mình cãi vợ chồng cãi nhau chỉ có hai điều thôi một đó là cái chuyện chăn gói không ok hai là kinh tế có chuyện à, cuộc sống con cái nó không có thuận lợi chỉ có hai điều đó thôi à chứ không có gì hết từ từ hai điều đó mà nó sinh ra ngoại tình nó sinh ra chia tay nó sinh ra cãi vã chứ còn một người đàn ông đó mà kinh tế ổn định những cái chuyện mà phòng ốc đồ này kia vợ chồng mà ok thì tân nghĩ là sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng mà cái câu chuyện nó xảy ra đúng lúc đó tân nhìn thấy được nghe được từ từ sau này mình bị chia tay mình mới chiêm nghiệm ra nhiều thứ mình nghĩ ờ à, đúng Lúc đó mình còn con nít quá Người ta bỏ mình là đúng Chứ mình bạn chỉ biết yêu thôi mà bạn có sự nghiệp Khi mà Tân nói chuyện với cái bạn đó Thì Tân hỏi thì bạn chưa có sự nghiệp Hứa thì ai hứa cũng được <laughs> Tân với lại người trước lúc mà quen nhau đó, Hứa ghê gớm lắm Hứa răng long đầu bạc Hứa nắm tay vượt qua non trùng Hiểm trở nhưng mà Tân không có việc làm Vượt đi đâu còn đi học mà còn lấy tiền cha mẹ để học mà thì lấy đâu mà dược. Mày dược quá mà lỡ có con thì sao? Lấy gì nuôi? Bạn thấy á đẻ ra xong chỉ vì cái tức giận mà hận thù đợi đẻ ra xong đem con đi giết. Mà có giết hay không thì mình thì mình không biết mà. Cái người thầy pháp nói chuyện mấp mé mình hiểu là hình như là có đó chứ không phải là không đâu. Thì mới mới sợ tội mà tự sát mới thành quỷ trong nhà đó thì mình nghĩ là bản thân mình còn rất là may mắn là mình không có bị gọi là quá là mụ mị vô một chữ tình tại vì khi mình thất bại nhiều lần trong chuyện tình mình phát hiện ra à một người đàn ông là phải có sự nghiệp có sự nghiệp có trải nghiệm thì mới là bờ vai vững chãi cho người yêu đó là lý do tại sao trả lời một cái câu hỏi nhiều cô gái trẻ thích những người đàn ông trên 30 hoặc lớn tuổi hơn mình Tại vì những người đó biết chiều chuộng Và biết hiểu Cái quá khứ, là hiểu mọi thứ Và sự nghiệp ổn định Để người ta bao bọc Của cô gái đó lại Còn khi còn trẻ đôi khi mình không lại à, Mặc dù mình có sức trẻ đó Nhưng mà mình thiếu cái Kinh nghiệm đường đời Tại vì Phụ nữ người ta có một cái thiên chức rất là quan trọng Là thiên chức làm mẹ người ta không có sống buông thả như một người đàn ông được mặc dù cùng là con người với nhau nhưng mà người ta không dám buông thả tại vì buông một cái người ta lỡ có con người ta phải có trách nhiệm đứa con của người ta và người ta không muốn mang tội đi phá thai cho nên người ta không có ẩu được mặc dầu tỷ lệ phá thai rất cao ở tuổi vị thành niên nhưng mà những người con gái mà người ta có chí hướng người ta biết suy nghĩ chút xíu thì người ta sẽ không để chuyện đó xảy ra cho nên người ta rất đắn đo khi quyết định chuyện tình của người ta đi xa hay đi ngắn cho nên mình mong các bạn đó đừng buồn hãy biến những cái đau thương thành hành động hãy tập trung vô sự nghiệp mình biết tới tết này buồn ghê lắm rồi tết của năm sau năm sau năm sau nữa cũng buồn ghê lắm nhưng 10 năm 15 năm nữa bạn sẽ trở thành một người đàn ông nếu như bạn biết lo cho sự nghiệp từ bây giờ hãy để cô ấy tự do thương người đó bao nhiêu thì hãy để họ tự do bấy nhiêu hãy để họ được hạnh phúc nếu như bạn thương họ hơn là đi theo lè nhè đeo bám rồi làm chuyện bậy để trở thành những câu chuyện dông hồn sau này tưng kể thì tưng không muốn một khi bạn là người dân nước lã thôi Còn bạn là fan của Tân rồi Thì Tân sẽ phải khuyên bạn Rồi bạn sẽ trở thành một ông chú Tuổi 30 Giống như mình Sẽ già nua Sẽ không cần tình yêu <laughs> Chỉ cần sự nghiệp Rồi một ngày Cái gì đến nó sẽ đến Cái gì đâu mà làm thấy ghê vậy Biết là sẽ buồn đó Nhưng thời gian nó sẽ trôi qua Nó xóa hết tất cả những nỗi buồn đó Hãy trau dồi kiến thức đi Đi học Bạn thấy chuyện tâm linh nó cũng xuất phát từ đó mà ra thôi Yêu đương không thành cái tự sát thành ma Hận thù giết nhau cũng thành ma Đẻ con ra nuôi cũng nổi Giết tự nhiên đi chôn con mình Phá thai Rồi cái dông hồn nó cũng thành ma Ma cũng từ đó mà ra chứ đâu Thôi thì giờ đã không duyên không nợ rồi Không để cuộc đời của mình chỉ có một người con gái thôi sao người ta không thương mình thì mình đi làm đi kiếm tiền rồi còn nhiều người con gái khác tìm hiểu rồi vợ mình sẽ xuất hiện người đó sẽ chịu được những cái tính của mình và mình cũng sẽ thay đổi vì người ta ha bạn ha ok thì qua câu chuyện ngày hôm nay bạn thấy như thế nào cho tân biết trong phần bình luận nhớ khuyên bạn trẻ đó giùm để bạn trẻ đó bớt buồn mình biết chứ tết mà cô đơn dữ lắm mất người yêu buồn dữ lắm tân biết khuyên quá trời khuyên luôn xong rồi hết dung lượng luôn mình quay tiếp khúc cuối cùng các bạn nhớ like share và subscribe để kênh youtube tương đến với nhiều người hơn bây giờ thì bye bye hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện vào ngày mai nha bye bye